chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một chiếc thẻ ngân hàng, quý vị có thể dễ dàng thanh toán mọi chi phí khi đổ xăng. Hay với chiếc điện thoại di động, quý vị có thể nhanh chóng tìm kiếm cây xăng gần mình nhất. Với các doanh nghiệp vận tải, chỉ cần ngồi nhà cũng có thể biết có bao nhiêu phương tiện vận tải của doanh nghiệp mình đổ xăng và đổ với lượng bao nhiêu. Đó là những tiện ích từ việc chuyển đổi số trong lĩnh vực cung ứng xăng tàu sẽ có trong tiểu mục Câu chuyện chuyển đổi số. Và nếu quý vị vẫn còn đang chưa hiểu về chuyển đổi số hay chưa phân biệt được chuyển đổi số với tin học hóa, thì mời quý vị và các bạn đón xem tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Trước tiên sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Nhằm thúc đẩy thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh với các nội dung: không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Luật Cư trú từ ngày 1/1/2023, đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ thiết yếu, tiếp tục thực hiện đối soát, làm sạch dữ liệu, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện đề án 06, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, đặc biệt là Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, đẩy mạnh thu thập thông tin, kết nối dữ liệu và hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, 99 triệu nhân khẩu được Bộ Công an thu thập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt hơn 99%, thu thập được hơn 50 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, đã có gần 23 triệu hồ sơ được phê duyệt và trả hơn 13 triệu thẻ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện có hơn 1,4 triệu doanh nghiệp tham gia, kết nối chia sẻ cho 10 bộ ngành. Hiện dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý gồm gần 32 triệu hộ gia đình, 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, gần 84 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Tổng số giao dịch qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia tính đến hết tháng 10/2022 là hơn 570 triệu, tăng gấp 3 lần năm 2021. Trung bình hàng ngày có 1,9 triệu giao dịch, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ đầu năm đến nay. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có trên 3.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Có khoảng 380 doanh nghiệp, ngành nghề chính là điện tử viễn thông, công nghệ thông tin. Công nghệ số được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và các loại hình dịch vụ. Cộng đồng doanh nghiệp tích cực tìm hướng đi mới bằng cách áp dụng chuyển đổi số trong quản trị điều hành, sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp sử dụng các công nghệ số hiện đại như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, big data để phân tích dữ liệu, biến đổi và nâng cao giá trị sản phẩm. Từ ngày 1/1/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai tổng đài đầu số 156 tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc, dành cho tất cả thuê bao điện thoại cố định và di động. Người dân có thể thực hiện phản ánh tới đầu số 156 thông qua một trong hai hình thức sau. Cách 1, gửi tin nhắn miễn phí tới đầu số 156 với tin nhắn rác, soạn S cách số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Cách nội dung phản ánh gửi 156 hoặc 5656. Với cuộc gọi có dấu hiệu của gọi rác, soạn V cách số điện thoại đã gọi cho mình. Cách nội dung phản ánh gửi 156 hoặc 5656. Với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, soạn LD cách số điện thoại đã gọi cho mình. Cách nội dung phản ánh gửi 156 hoặc 5656. Cách 2, gọi tới đầu số 156 miễn phí cước cuộc gọi để cung cấp thông tin. Theo báo cáo nền kinh tế số Đông Nam Á vừa được Google Temasek by N Company công bố, trung bình cứ 10 người Việt có 8 người tiêu dùng số và tăng trưởng kinh tế số Việt Nam 2022 dự kiến đạt 28%, cao nhất Đông Nam Á. Tổng giá trị hàng hóa trong nền kinh tế số Việt Nam năm nay dự kiến đạt 23 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 1/3 so với mức 18 tỷ đô la Mỹ của năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng này cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á từ 13 đến 22%. Đóng góp chính cho kinh tế số Việt Nam là thương mại điện tử dự kiến đạt 14 tỷ đô la Mỹ, tăng 26% so với năm trước. Dự báo đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 49 tỷ đô la Mỹ với mức tăng trưởng hàng năm 31%. Thưa quý vị, thời gian gần đây áp lực của thị trường xăng dầu là rất lớn. Do vậy, để nâng cao khả năng cung ứng xăng dầu đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa mọi công đoạn, nâng cao hiệu quả cung ứng xăng dầu. Anh Tạ Văn Tiến là nhân viên của một cửa hàng điện máy trên địa bàn thành phố Hưng Yên nên thường xuyên phải chở hàng cho khách. Để thuận tiện cho việc chi trả tại các cửa hàng xăng dầu, anh thường xuyên lựa chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Đổ xăng ấy thì nếu mà mình không có tiền mặt ấy thì mình thanh toán bằng cả thẻ thì nó rất là tiện, nó nhanh. Thứ hai là nếu mình không có tiền lẻ thì mình đỡ phải gửi lại ấy. Đó, rất là tiện. Không phải khách hàng mua xăng dầu nào cũng thanh toán không dùng tiền mặt như anh Tiến. Tại cửa hàng xăng dầu này, doanh thu từ việc bán xăng dầu mỗi ngày là trên 400 triệu đồng. Trong đó, số tiền thu được từ những khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt mới chiếm khoảng 15-20%. Thực ra là khách hàng cũng chưa quen về cái việc này nhiều và chưa quen cái sử dụng cái tài khoản online hoặc là dùng qua thẻ. Thế nhưng mà sau khi cửa hàng cũng đã triển khai và quảng cáo đến khách hàng thì khách hàng cũng đã tin tưởng và sử dụng. Lượng khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt hiện tại thì nó có đang có cái xu hướng tăng dần lên, bởi vì cái không dùng tiền mặt này nó được cái là nó rất là tiện lợi để cho khách hàng người ta tránh bị nhầm lẫn về khi giao dịch tiền. Hiện nay tại các cửa hàng xăng dầu, khách hàng nếu không muốn thanh toán bằng tiền mặt có thể sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ quốc tế, thẻ nội địa thuộc hệ thống LaPass, thẻ đồng thương hiệu Petrolimex, các ví điện tử xác thực qua QR code liên minh VNPay. Chuyển đổi số trong các đơn vị cung ứng xăng dầu không chỉ thể hiện ở việc chuyển đổi hình thức thanh toán cho khách hàng. Bên cạnh đó, các đơn vị cung ứng xăng dầu còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý ESAP tích hợp với phần mềm EGAS. Đây là hệ thống giám sát và lưu trữ thông tin tới từng mã bán hàng tại các cửa hàng, bao gồm thời gian bán, số lượng xăng dầu bán ra, tổng tiền, giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ, kịp thời và có cơ sở dữ liệu thông tin truy vết giải quyết khi có kiến nghị của khách hàng. Hiện nay, đối với tập đoàn xăng dầu Việt Nam cũng như chi nhánh xăng dầu Nghiên đã thực hiện chuyển đổi số như việc áp dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các việc quản trị thông qua các hệ thống phần mềm đã áp dụng từ nhiều năm trước, và các bước chuyển đổi số sẽ được triển khai ở tất cả các khâu từ quản trị hệ thống nguồn cho đến việc tổ chức bán hàng ở tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Việc chuyển đổi số cũng như áp dụng các công nghệ thông tin phần mềm sẽ giúp cho bộ máy điều hành cũng như tổ chức thực hiện được trơn tru, nhất là trong những cái giai đoạn khó khăn về nguồn như hiện nay. Thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp với thực hiện giao dịch hóa đơn điện tử giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và đối chiếu nội dung mua bán, có chứng cứ để các cơ quan chức năng giải quyết khi phát sinh tình huống tranh chấp, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Đây chính là những nỗ lực mà các đơn vị cung ứng xăng dầu của Hưng Yên đang thực hiện để minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu vì quyền lợi của người tiêu dùng. Chuyển đổi số là gì? Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự phát triển tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Tin học hóa là gì? Tin học hóa hay còn gọi là ứng dụng công nghệ thông tin là việc số hóa quy trình nghiệp vụ đã có. Thông thường, tin học hóa không làm thay đổi quy trình đã có hay mô hình hoạt động đã có. Khi tin học hóa ở mức độ cao dẫn đến thay đổi quy trình hoặc mô hình hoạt động thì gọi là chuyển đổi số. Sự khác nhau căn bản giữa chuyển đổi số và tin học hóa. Tin học hóa hay ứng dụng công nghệ thông tin là số hóa quy trình đã có theo mô hình hoạt động đã có để cung cấp dịch vụ đã có. Chuyển đổi số là số hóa toàn bộ cả một tổ chức. Chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, mô hình tổ chức mới, phương thức cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ mới. Ví dụ để phân biệt tin học hóa và chuyển đổi số. Tin học hóa là quy trình vận tải hành khách truyền thống mà không thay đổi nó một cách đáng kể, cũng như không thay đổi mô hình hoạt động. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ taxi, nếu như trước đây hành khách gọi taxi bằng cách vẫy tay ngoài đường hoặc gọi đến tổng đài đã đặt trước. Đến khi các doanh nghiệp như Uber, Grab tham gia thị trường thì mỗi hành khách, mỗi lái xe cài một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Người có nhu cầu và người cung cấp dịch vụ kết nối với nhau một cách dễ dàng. Uber hay Grab không sở hữu một chiếc taxi nào hay tài xế nào. Chuyển đổi số đã thay đổi mô hình hoạt động trong cung cấp dịch vụ taxi. Những khái niệm khái quát nhất về tin học hóa và chuyển đổi số đã khép lại chương trình Hưng Yên chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của VNPT Hưng Yên và Viettel Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.